hướng dẫn sử dụng máy may gia đình Jungle GTA 3004. Trước tiên thì chúng ta cần kết nối máy với nguồn điện 110. Ở bên hông có công tắc nguồn, mở lên. Thì trên máy cái nút màu xanh sẽ là nút may và nút dừng. Cái nút có mũi tên xoay ngược lên và nút lại mũi chúng ta bấm đè luôn. Và đây là nút nâng hạ kim, vị trí kim lên xuống. Đây là cần gạt tốc độ, bên trái là chậm, bên phải là nhanh. Chúng ta có thể gạt tùy ý. Và trên máy có một cái nút này để chỉnh độ căng chỉ, thường nó sẽ nằm quanh cái mức trung bình, có hai chỉ nhật này. Và bảng mẫu đó thì chúng ta bấm vào lúc này. Thì có một cái ngàm, có điểm bút này, bấm vào, chúng ta bật cái nắp ra. Đó, máy này nó sẽ có bốn bảng mẫu. Thì bảng mẫu đầu tiên chúng ta mở máy lên, nó sẽ là cái bảng từ 0 cho tới 99. Chúng ta chọn mẫu ở đây. Bên này chụp, bên này chuẩn bị. Cái nút ngang thì sẽ chỉnh là biên độ dích dắt, còn nút lên xuống sẽ chỉnh là thư dài mũi chỉ. Còn đây là 8 kiếm tắt, chúng ta bấm vào để chọn mẫu thôi. Thì cái máy này đặc biệt nó có thêm một cái chế độ lưu để chúng ta theo thêm những cái bảng mẫu chữ ở dưới đây. Đó, thì chúng ta sẽ để ý những cái màu của nó. Để chuyển qua những cái chế độ này á, thì chúng ta sẽ bấm cái chữ A này. Nó sẽ chớp bốn cái đèn. Thì nó sẽ tương ứng với lại bốn cái bảng mẫu. Cái đèn đầu tiên sẽ là cái bảng mẫu màu hồng. Nếu chúng ta bấm vào đó thì số nó sẽ hiển thị theo cái bảng màu hồng. Cái thứ hai, kế tiếp là cái bảng màu tím. Còn nếu chúng ta bấm vào bảng thứ ba, nó sẽ là cái bảng màu vàng. Bảng màu vàng là bảng chúng ta cần tài, có chữ. Và chúng ta bấm vào cái bảng thứ tư, thì nó sẽ là cái màu xanh dương. Màu xanh dương nha, không tính màu đen. Nó sẽ bắt đầu từ số 20, màu xanh dương, cho tới số 69. Đó. Chế độ này chúng ta có thể ghép phối mẫu với nhau. Và khi mà chọn một trong bốn cái bảng mẫu này, á, thì cái nút này sẽ là nút lưu, và nút này sẽ là nút xóa. Ví dụ như mình qua cái mẫu màu vàng đi. Thì mình chọn chữ, ví dụ mình đại một chữ là 66. Đó, thì nó sẽ là chữ S. Và mình muốn lưu lại thì mình bấm cái nút may nè. Nó sẽ lưu lại và hiển thị cái số 1. Lưu thứ nhất là 66. Ví dụ như chữ T kế tiếp là 67 đi. Mình bấm lưu cái thì mình sẽ lưu được hai cái. Mình sẽ thay chữ S và chữ T. Rồi, để sử dụng máy này thì trước tiên chúng ta cần xỏ chỉ đánh xuống. Để mà trả lại từ đầu á. Thì mình chỉ việc tắt máy mở lại. Thì nó sẽ không có lưu cái gì hết. Nó trả về đường may được thường. Lấy chỉ ra hay là xỏ chỉ vô thì chúng ta lưu ý cái bước nhất chân dịch lên, rút sợi chỉ ra nó mới nhẹ nhàng. Rồi từ ống chỉ chúng ta bỏ vào cọc chỉ, chúng ta cài lại, cài vừa thôi cho ống chỉ nó có thể xoay được. Rồi, sang ống chỉ, sang con suốt, cắm lên đường đánh suốt. Từ ống chỉ chúng ta kẹp vào cái bước đầu tiên, bước thứ hai sau ra, kẹp lên cái đồng tiền đánh xuống. Sơ đồ nó có hướng dẫn này, chúng ta kéo vào và chúng ta quấn một vòng, quấn vào con suốt theo chiều kim đồng hồ. Gạt cái đánh xuống này qua phía tay phải và chúng ta bấm nút khởi động. Máy sẽ được sang chỉ từ ống chỉ sang con suốt. Khi mà đủ rồi chúng ta bấm nút khởi động một lần. Nút máy dừng, nó sẽ dừng. Chúng ta gạt vào phía tay trái. Đấy ra. Xuống chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta mở nắp này ra, kéo cái ngàm đen vào phía tay phải, cái nắp sẽ bật lên. Lấy con suốt ra. Khi bỏ con suốt vào thì chúng ta lưu ý bên đây nó có một cái sơ đồ hướng dẫn. Cái chiều quấn chỉ phải là chiều ngược kim đồng hồ. Chiều phòng là sai, lật trở lại. Bỏ vào, kéo vào cái rãnh thiền kẹp chỉ. Máy này thì nó sẽ hỗ trợ một cái rãnh. Đây, chúng ta kéo thẳng vô cái rãnh như thế này. Kéo ra phía sau có một con dao. Các chỉ lại nắp lại bên trái trước, bên phải ấn xuống. Rồi, máy này xỏ chỉ trên thì khá là đơn giản, chúng ta cần phải lưu ý quan trọng cái bước nhất chân dịch lên trước khi xỏ. Rồi, chúng ta bắt đầu từ ống chỉ, cũng kéo vào cái bước đầu tiên, bước thứ hai. Rồi, máy này nó chỉ có một bước một thôi, kéo thẳng từ trên xuống đến đây và chúng ta móc vào cái chi tiết ở trên kim, móc từ bên phải qua như thế này. Tới đây chúng ta hạ chân dịch xuống và xỏ vô kim từ trước ra sau. Thì máy này cũng có hỗ trợ một cái thiết bị xỏ chỉ tự động từ cái móc này. Chúng ta kéo vào cái rãnh, kéo lên phía con dao. Đây là kẹp cái rãnh kẹp này. Tới con dao chúng ta cắt ngắn sợi chỉ. Rồi và chúng ta kéo cái cần này xuống, cần xỏ chỉ kéo xuống hết cỡ. Thả ra là chỉ sẽ được xỏ qua. Tới đây nhấc chân dịch lên, nhấc sợi chỉ ở phía dưới, bỏ vải vào máy.
Khi mà chúng ta thao tác đúng rồi thì cái đèn xanh nó sẽ báo và chúng ta bấm ngay được. Rồi, nếu mà theo máy chúng ta có một bộ chân vịt thì chúng ta sẽ phải lưu ý, đây là chân vịt da dây kéo thì chúng ta chỉ sử dụng đường may thẳng đầu tiên thôi. Chân vịt giả bắp sổ chúng ta sử dụng cái mẫu có hình tam giác này. Cái này rất quan trọng nha, hai cái này nếu mà sử dụng sai sẽ gây gãy kim. Còn đây là chân vịt may mí, may biên thì nó phải có một cái biên để chúng ta chỉnh biên to biên nhỏ, và nó có một cái ứng dụng dùng để may lay ẩm thì phối hợp với cái mẫu này để may lay ẩm. Còn không chúng ta sẽ sử dụng nó dùng may mí, may biên, nó không gây gãy kim. Và cuối cùng là chân vịt thù khuy và đơm nút. Đơm nút thì chúng ta lưu nhìn trên bảng mẫu, chúng ta sẽ chọn mẫu số 84 và chúng ta gắn vào đơm thôi. Cái này mình đã có một cái video riêng về chân vịt đơm nút. Rồi, còn cuối cùng là cái chân vịt thù khuy tự động, nó sẽ làm theo một cái khuy bằng cái đường kính hộp nút. Chúng ta bỏ hộp nút vào đây, chúng ta bấm vào mẫu khuy. Rồi, chúng ta thay chân vịt. Để thay chân vịt thì chúng ta bấm cái nút đằng sau này, nấm lên như tất cả các máy khác thôi. Rồi, nó sẽ rớt ra, cái nào cũng có một cái thanh này hết. Rồi, chúng ta đưa đúng vị trí, hạ cần chân vịt xuống là nó sẽ dính vào. Bấm đầy rớt ra. Tương tự mẫu khuy cũng vậy, chân vịt khuy cũng vậy. Khi mà chúng ta đưa vào đúng cái rãnh. Cái vạch đỏ này nó nằm bên phía tay trái nha. Rồi chúng ta cần phải kéo cái cần khuy xuống khi mà sử dụng mẫu khuy. Và chân vịt khuy chúng ta kéo cái cần khuy xuống, nó nằm đằng sau cái cạnh nhựa của chân vịt như thế này. Và chúng ta đưa vải vào. Đối với chân vịt khuy Jaguar này thì chúng ta cần đẩy cái vạch này nè về phía ngay chỗ đây. Đó. Sao cho cái cần này nó không đụng vào cái cần khuy. Nó chưa đụng tới cái cần khuy, cái vạch đỏ nó sẽ đi tới lỗ kim và chưa đụng tới cần khuy. Và chúng ta hạ xuống, cái đó là điểm bắt đầu của cái khuy. Máy sẽ tự động làm ra một cái khuy bằng cái đường kính hộp nút. Kết thúc nó sẽ tự dừng.